Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie, một đường hướng bắc thẳng tiến Long Gia. Các chủ, có người ở trong đám người phát hiện ra các chủ đã tới, tất cả mọi người cũng là phát giác ra, rồi rít hướng các chủ nghênh đón, không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm trang. Các chủ à, lão nhân gia này tại sao lại tới đây? Trấn Hải người lão ban đầu kinh ngạc, sau là rất nhanh khôi phục lại tinh thần, bình tĩnh chống đỡ. Dương Minh tổ sư cũng là cả kinh, sau đó chấn định lại, chợt nhợt nhạt gật đầu cung kính nói: Bái kiến các chủ. Thân phận của hai người Trấn Hải Nguyên lão và Dương Minh tổ sư cùng với người khác là không giống nhau, tự nhiên là cũng không có giống người khác làm dễ chào đón như vậy. Tiểu Mặc nhìn mọi người hai bên một chút, nghe được Trấn Hải Nguyên lão gọi đối phương là lão nhân gia, ở trong lòng bé là âm thầm ngạc nhiên. Tuổi của Trấn Hải Nguyên lão thoạt nhìn là lớn hơn đối phương rất nhiều, nhưng vì cái gì lại gọi người ta là lão nhân gia như vậy? Chẳng lẽ vị các chủ này là lão nhân gia trên 100 tuổi rồi, chỉ là bởi vì được bảo dưỡng cho tốt, vậy cho nên mới thoạt nhìn trẻ trung như vậy? Các chủ tùy ý khoát tay áo, cũng là không nhìn bất cứ kẻ nào. Hai mắt ông chuyên chú nhìn Tiểu Mặc, từng bước tiến tới gần bé. Kèm theo bước chân của ông, áo bào màu xanh nhẹ nhàng đong đưa, tóc đen trong gió, không gió mà bay, khí chất văn hòa. Tiểu Mặc nhìn thấy ông, chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi vào mặt, rồi lại mang theo áp lực nặng nề, khiến cho bé ngẩng đầu nhìn cũng trở nên khó khăn. Tiểu Mặc à, con không mau bái kiến các chủ đi. Ông đó chính là chủ nhân của Tiêu Giao Cáp, cũng là chúa tể của tất cả những trưởng quản Tiêu Giao Cáp. Là một lão tổ tông của Long Gia, bối phần so với lão tổ tông của ta vẫn còn lớn hơn đó. Trấn Hải Nguyên lão thấy Tiểu Mặc vẫn còn đang sững sờ, lo lắng bé vô tình đắc tội với các chủ, liền một bên nhắc nhở. Tiểu Mặc kịp thời phản ứng lại, cũng là hiếu kính ôm quyền, khả ái hướng các chủ cúi chào hơn 90 độ, đồng âm mềm mại nói: Tiểu Mặc, bái kiến lão tổ tông. Dương Minh tổ sư miệng thẳng tâm mau, nhìn là không kịp, liền cười xì ra tiếng. Lão tổ tông sao? Còn không phải là lão tổ tông. Người so với lão tổ tông của Trấn Hải Nguyên lão còn là lão tổ tông hơn thì đúng là gọi là lão tổ tông rồi. Cũng mấy cái đứa nhỏ này nghĩ ra quá. Trấn Hải Nguyên lão nghẹn đỏ cả mặt, buồn cười nhưng mà lại không dám cười. Nhưng mà cao thủ xung quanh về mặt là cũng không có kém hắn nhiều. Các chủ thực sự giống như là cái gì cũng chưa từng nghe, mặt lại không hề đổi sắc, bình tĩnh như cũ, ở trên dung nhan tuấn duyệt không giận mà uy, nhưng mà cũng không phải là không dễ khiến cho người ta thân cận. Ông đứng cách Tiểu Mặc không tới một bước, cúi đầu đánh giá Tiểu Mặc, thanh âm nhuần hậu có chút đặc biệt. Người tên là Tiểu Mặc sao? Là con cháu của Long Gia. Tiểu Mặc thấy mọi người đang cười, vẫn còn là tưởng mình đã nói sai cái gì, nhưng mà khi nhìn bộ dạng của các chủ tự hồ là không tức giận, bé cũng yên lòng hơn, gật gật đầu nói: "Vâng, đúng rồi, cháu là con cháu của Long Gia." Bé hiện tại đang ở Tiêu Giao Các của Long Gia thì đương nhiên là thừa nhận, bằng không sợ là bé và Tiểu Bạch là sẽ bị tống cổ ra khỏi Tiêu Giao Các rồi. Nếu không phải là vì Tiểu Bạch thì bé mới không thèm hiếm lại gì cái gọi là con cháu của Long Gia. Các chủ âm thầm gật đầu, sau đó rời đi khỏi tầm mắt, ánh mắt rơi ở trên bảo khí Tiểu Mặc vừa luyện chế xong. Ánh mắt của ông khẽ sáng, con người như sao sáng, chiếu đến một bàn cờ hình vuông, chỉ lớn bằng bàn tay. Ở bên cạnh bàn cờ là quân cờ hình tròn hai màu trắng đen, mỗi một viên đều là được mài vừa đúng. Tất cả những tác phẩm này thoạt nhìn tinh xảo đến mê người, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Ngón tay thon dài của các chủ cầm lên một quân màu đen, cẩn nhắc hỏi: Người vì sao lại nghĩ đến chuyện luyện chế ra một bảo khí như vậy? Tiểu Mặc quay đầu, nhìn hai người Trấn Hải Nguyên lão và Dương Minh tổ sư một chút, và lại trả lời: Bởi vì hai vị lão tổ tông đối với Tiểu Mặc rất là tốt, hơn nữa hai ông đều là bạn tốt với nhau. Tiểu Mặc là muốn tặng hai ông vật ra mắt, lại không thể nào thiên vị được, vậy cho nên đã nghĩ đến luyện chế bàn cờ và quân cờ cho hai ông ấy. Lúc hai ông ấy rảnh rỗi nhàm chán là có thể cùng nhau đánh cờ mua vui. Trên hai người lão và Dương Minh tổ sư nhất thời là nước mắt lóe tóe, rất là cảm động, không nhìn được hướng Tiểu Mặc gật đầu khen ngợi. Ý thứ kia tự như là nói bọn họ thực sự là thích lễ vật này rồi. Các chủ sóng mắt khẽ lay động, lại nói: Nhưng mà bàn cờ này là nhỏ bé như vậy, hạ cờ xuống không phải là rất vất vả hay sao? Trấn Hải Nguyên lão và Dương Minh tổ sư vừa nghe liền không vui, ở trong lòng thầm nói: Các chủ người không phải là cho chúng ta thực sự là muốn lấy bàn cờ này ra chơi đấy chứ? Tâm ý của tiểu hài tử là trọng yếu hơn có được không? Không nên tùy tiện mà đả kích lòng tự tin của Tiểu Mặc đáng yêu của bọn hắn chứ. Người, cái tên xấu xa này. Tiểu Mặc là cũng không nhanh không chậm bước qua, tay nhỏ bé cầm bàn cờ lên làm mẫu. Mọi người đừng có nhìn bàn cờ này, bề ngoài rất nhỏ bé, thực ra là nó có thể tùy ý thay đổi được. Mọi người hãy xem này, nơi này và nơi này là có trang bị hai cơ quan. Cơ quan bên trái là dùng để tăng chiều dài bề ngang, cơ quan bên dưới là dùng để tăng chiều dài bề dọc. Như vậy, có thể là theo mọi người muốn,
Điều chỉnh bàn cờ này lớn nhỏ thế nào, quân cờ cũng là đồng dạng như vậy. Bên trên mỗi viên đều là các trang bị cơ quan rất đơn giản, có thể biến to nhỏ theo ý muốn. Nhìn Tiểu Mặc đích thân biểu diễn, bàn cờ và quân cờ nho nhỏ liền biến thành bàn cờ và quân cờ cỡ bình thường. Xung quanh một mảnh thở dài, không phải là ngạc nhiên vì bàn cờ và quân cờ này, mà là tán dương sức sáng tạo và lối suy nghĩ mới mẻ của bé. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái bàn cờ của quân cờ thôi, lại có thể đa dạng và biến hóa nhiều như vậy. Đáy mắt sâu rộng như là biển cả của các chủ lần thứ hai nổi lên gợn sóng. Ông lại nói, thời gian rất ngắn ngủi như vậy, người làm sao có thể luyện chế ra nhiều con cờ lớn nhỏ giống nhau? Hơn nữa, từng cái còn đặt cơ quan như vậy. Ta vừa thấy người là dùng một cái khuôn trước, sau đó là dùng khuôn khác một loạt hình dạng giống như nhau. Phương pháp như vậy, là ai đã dạy người? Có một nửa là học từ sư phụ, có một nửa là tự cháu nghĩ ra. Sư phụ đã nói là một luyện khí sư vĩ đại, quan trọng nhất chính là có được suy nghĩ sáng tạo, phải có ý tưởng của riêng mình. Không thể nào nhất nhất bắt chước các tác phẩm đã có của tiên nhân. Nếu không thì chỉ có thể trở thành nô lệ của luyện khí thôi. Vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào trở thành một luyện khí đại sư được. Tiểu Mặc nói một mạch như là rất bình thường, lại làm cho mỗi người ở đây lâm vào trong trầm tư rất sâu. Đúng như vậy, ở trên đời này phần lớn mọi người đều là đi con đường của người đi trước. Có một số người thậm chí là mới đi nửa đường đã quay lại rồi. Có rất ít người thì đi lối khác, bởi vì đi con đường của mình. Khi con đường của mình quá mệt mỏi và quá gian khổ, thậm chí là có khi đã bị lạc hướng, đối với mình là tự sinh ra nghi ngờ. Nhưng chỉ có người ý chí kiên định, không ngừng cố gắng mà đi tiếp, mới có thể chân chính thành công, chân chính mở ra một con đường mới cho chính mình. Mọi người trong lúc này lại là càng hoảng hốt, tự hồ là cũng có một chút lĩnh ngộ nho nhỏ. Các chủ ngừng mắt nhìn thật sâu thân thể nho nhỏ ở trước mắt, trong đôi mắt lóe ra hào quang chói sáng. Đứa nhỏ này chẳng những là có thiên phú luyện khí thiên tài, hơn nữa lĩnh ngộ lại cực cao, rất rõ về lý lẽ. Long gia có được một nhân vật tài giỏi xuất sắc như vậy, thực sự là may mắn của Long gia. Vì sao ông là từ trước tới giờ cũng chưa từng nghe nói ở Long gia lại có một tiểu thần đồng thiên tài như vậy? Xem ra ông ta thực sự là cần phải hiểu rõ nhiều hơn tình huống hiện tại của ngoại tông Long gia mới được. Một nhân tài như là Tiểu Mặc, nếu như để mai một đi, vậy thì thực sự là bi ai cho Long gia rồi. Vậy Tiểu Mặc, cháu có biết luyện chế bàn cờ, vậy thì nhất định là cũng biết đánh cờ rồi. Vậy tiếp theo lão tổ tông sẽ bồi người một ván thế nào? Khóe môi của các chủ khẽ nhếch, lộ ra ý cười ôn hòa. Trấn Hải Nguyên lão và Dương Minh tổ sư rất ngạc nhiên không thôi. Các chủ trước đây giờ luôn uy nghiêm lại nở một nụ cười với tiểu hài tử sao? Cái này thực sự là mặt trời mọc đằng tây rồi. Hai người đều cảm thấy rất vui mừng cho Tiểu Mặc. Điều này nói rõ các chủ là thưởng thức Tiểu Mặc rồi. Tiểu Mặc chiếm được nhận định của ông ta. Hai người hướng Tiểu Mặc dùng sức gật đầu. Nếu như các chủ đã yêu cầu, vậy thì Tiểu Mặc à, cháu cần phải hào hào mà phát huy ha, không nên làm mất mặt của hai lão tổ tông chúng ta đó. Tiểu Mặc thấy hai người lại dùng sức gật gật đầu với bé, lại nhìn các chủ đã tự mình đi tới bàn đá dưới tảng cây ngồi xuống đợi bé. Hiện tại bé tự hồ là cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, chỉ có thể kiên trì mà bước tới. Hai gã nằm từ phía sau các chủ, thủy chung là đứng ở hai bên, một người sắc mặt âm lãnh, bản mặt thôi thối, một người thì cười híp mắt, có chút hiền hòa. Hai người bọn họ đều là nhìn Tiểu Mặc đang bò lên trên ghế đá, nửa ngồi xổm, lại còn chuẩn bị chơi cờ, tạo cho Tiểu Mặc có một chút áp lực không lớn không nhỏ. Tiểu Mặc là chép chép cái mồm, không biết là mình rốt cuộc là chơi như thế nào mà đắc tội với vị đại thúc bên trái kia. Hắn thực sự là giống như vừa mới bắt đầu liền đã lộ ra vẻ mặt bất thiện đối với bé, y như là bé thiếu nợ hắn rất nhiều vậy. Nhưng bất quá, Tiểu Mặc ta cũng là người đã ngó qua nhiều nơi máu mặt rồi. Cái gì mà tụ bào đường, ta náo qua, cái quỷ cốc u lâm gì đó, ta cũng đã sông qua. Cái gì mà thánh cung, ta đã đi dạo qua rồi. Cái gì là địa cung, ta cũng đã đi qua. Còn có cái gì mà tàm đại thánh địa, thiên long học viện nữa, ta đều đi cả rồi. Cũng là không có chuyện gì lớn đâu nha, hết thầy cũng là những chuyện nhỏ mà thôi. Tiểu Mặc ở trong lòng thông suốt, vậy cho nên thời điểm đối mặt với các chủ đứng đầu vạn cổ như vậy thì cũng không có cái gì gọi là áp lực, bình thường mà chống đỡ. Chỉ bằng điểm đó khiến cho rất nhiều cao thủ ở đây cảm thấy không bằng. Bọn họ trăm triệu lần là cũng không dám ngồi cùng bàn với các chủ, đối mặt đánh cờ cũng chỉ là cùng với tiểu hài tử này nghe con không sợ cọp mới dám vuốt râu hùm. Các chủ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Mặc, cất tiếng nói. Cháu chơi quân đen trước, ta sẽ chấp cháu 10 quân. Các vị cao thủ nhất tề là lắc đầu, ai chẳng biết là kỳ nghệ của các chủ như thế nào, cho dù là bé 10 quân cũng nhất định là phải thắng, có ai có thể thắng được cờ dưới tay của các chủ được. Trấn Hải Nguyên lão cùng với Dương Minh tổ sư đồng loạt hướng Tiểu Mặc nháy nháy mắt ra hiệu, Tiểu Mặc ngươi nhất định là phải nỗ lực mà tranh tài đó, tuy rằng không có trông cậy ngươi thắng được các chủ, nhưng mà phải cầm cự càng lâu càng tốt đó, đừng có làm cho hai lão tổ tông này mất mặt vì ngươi. Tiểu Mặc không có tiếp cận được ánh mắt của hai người, chù chù cái miệng nhỏ nhắn, tỏ ra vẻ thực bất mãn. Cháu không có cần, nếu là đánh cờ thì phải công bằng chứ.
Người nếu như cho cháu 10 quân, như vậy thì cho dù là cháu thắng, cũng vẫn là thua còn gì. Cái này đối với cháu không có công bằng. Lớn mật, người lại dám phản đối quyết định của các chủ sao? Đại thúc bên trái đột nhiên là hướng bé lạnh giọng quát lên, hai mắt nghiêm trừng. Tiểu Mặc không sợ hắn, hai mắt dũng cảm nhìn lại. Quân tử xem cờ không được nói. Cháu là đang cùng với lão tổ tông chơi cờ cơ mà. Người bên cạnh, mời không cần phải xen vào. Người, tiểu tử thối, là còn dám mạnh miệng à? Tả Hộ Pháp nhất thời là nổi giận, làm bộ tiến đến muốn tát cho bé một cái. Chỉ là một tiểu tử thối, chưa dứt sữa, lại làm các chủ cùng với đám người ngu dốt kia thưởng thức. Hắn mới là không hiếm lạ đâu. Thay vì là bồi dưỡng, một tiểu tử thối này chưa dứt sữa, thì chẳng thà là trực tiếp bồi dưỡng một cao thủ đã có thành tựu còn nhanh hơn. Các chủ nhẹ nhàng giơ bàn tay trái, một làn gió vô thanh vô tức nổi dậy, ngăn bước chân Tả Hộ Pháp kia tiến tới. Ông khẽ mở môi, cùng với Tiểu Mặc nói. Vậy cũng được, nếu như cháu muốn công bằng, vậy thì chúng ta lên công bằng mà chơi. Cháu hãy đi trước đi. Tiểu Mặc hướng phía Tả Hộ Pháp le le cái lưỡi, làm mặt quỷ. Bé coi như đã ngộ ra rồi, lão tổ tông mới là người lợi hại nhất ở trong này. Ông ta chỉ là hơi hạ thủ đã có thể trấn trụ được đại thúc kia ghê tởm. Chỉ cần là bé có thể khiến cho lão tổ tông yêu thích, được ông ý che chở, như vậy thì bé và Tiểu Bạch ở trong Tiêu Dao Các là có thể đi ngang rồi. Ở trong lòng của bé nhỏ nhỏ vui mừng, xem ra bé lại phải thực sự nỗ lực cùng với các chủ chơi cờ mới được, làm cho ông ta nhận thức được thiên phú và tài trí của mình nhiều hơn, như vậy mới có thể làm cho các chủ lại càng thêm yêu thích mình. Vì Tiểu Bạch, bé phải liều mạng mới được. Chân mày nhỏ nhỏ nhíu lại, Tiểu Mặc tập trung tinh thần, tay nhỏ bé cầm một quân đen, bắt đầu đặt quân cờ đầu tiên lên trên bàn cờ. Trấn Hải Nguyên Lão và Dương Minh Tổ Sư giờ phút này là tâm tình so với bé lại còn càng khẩn trương hơn. Bọn họ phảng phất như là đem Tiểu Mặc thành người đại diện của mình, giống như là cùng với các chủ chơi cờ không phải là Tiểu Mặc mà chính là bọn họ. Ở trong lòng thực sự là khẩn trương. Còn lại các cao thủ sợ hãi uy nghiêm của các chủ, chỉ là dám xa nhìn, cũng là không có chớp mắt, sợ bỏ lỡ một màn đặc sắc nào đó. Hiện trường duy chỉ có Tả Hộ Pháp là mặt mũi vẫn trầm trầm, tâm tình kém nhất, cũng không coi trọng Tiểu Mặc nhất. Còn người âm thầm không ngừng đảo quanh ở trên người của Tiểu Mặc, âm thầm tìm kiếm ở trong trí nhớ, đứa nhỏ này hẳn là phải là cốt nhục của nhất mạch thuộc về ngoại tông của Long gia kia, phụ thân của nó là ai, tổ phụ của nó là ai, rốt cuộc là cũng là nhất mạch của nó cách rất xa. Tiểu Mặc hết sức chăm chú ứng phó, không có thời gian đi để ý đến ánh mắt bất thiện đang để ý đến bé. Quần đen, quần trắng, quần đen rồi lại quần trắng. Tốc độ đánh cờ của hai người cũng là không nhanh không chậm, suy nghĩ lại nhanh nhẹn, phản ứng nhanh nhạy. Mới là chỉ trong chốc lát, mỗi người cũng đã đặt xuống bàn cờ hơn 20 quân rồi. Trấn Hải Nguyên Lão cùng với Dương Minh Tổ Sư âm thầm thay Tiểu Mặc đổ mồ hôi. Ở trong lòng tự nhủ là nếu như Tiểu Mặc cháu hạ cờ có phải là quá nhanh tay hay không. Phải biết kỳ nghệ của các chủ là cũng không phải là hạng xoàng chứ. Tùy tùy tiện tiện lên cho người ta sập bẫy đó, rồi sẽ đợi người tự nhảy vào trong rồi. Cháu cần phải nhìn kỹ cho rõ ràng, nghĩ cho thông suốt, rồi mới hạ chứ. Ngàn vạn lần không cần phải ngây ngốc tự chui đầu vào giỏ như vậy. Đầu nhỏ của Tiểu Mặc giờ phút này cũng là vận chuyển ở tốc độ cao, bằng vào 6 vô số ván cờ đầy trong gai của bé và Phong Gia Gia. Tài đánh cờ của bé cũng là không phải hạng xoàng đâu. Ánh mắt vừa to vừa sáng chợt lòe lóe, các loại tính toán lướt qua như là phủ quang lược ảnh. Người bố trí bẫy ta thì ta cũng sẽ bố trí bẫy người. Người dẫn ta vào bẫy, vậy thì ta tương kế tiểu kế, sau đó tịch thu đường lui của ngươi luôn, phải mời ngươi nhập bẫy mới được. He he, lão tổ tông hừ quá. Muốn là dừng đồng kích tay ta sao? Ta cho người một chiều rút củi dưới đáy rồi. Ui ui, lão tổ tông à, lòng dạ của người cũng quá hiểm độc rồi. Cứ nhìn chỗ này còn có một chiều chờ ta sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lại sao? Lại một phiên công thủ lẫn nhau? Khóe miệng của Tiểu Mặc lại cắn cờ, suy nghĩ, trầm tư suy nghĩ. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Các chủ toàn bộ quá trình đều là chú ý tới phản ứng của đối phương, từng ánh mắt, từng mâu quang, còn có từng cái câu mày, cái miệng vểnh lên mờ ám, ông đều thu vào trong mắt, bên ngoài làm bộ như là bất động thanh sắc, nhưng kỳ thực đáy lòng đã sớm cười bò ra rồi. Đứa nhỏ này kỳ nghệ xác thực là khó lường, từ khi mỗi bên hạ xuống 20 quân, ông đã hoàn toàn biết được, cũng là từ lúc đó, hai người bắt đầu nhập bẫy, rồi lại phản hại lẫn nhau, kịch chiến đến tận bây giờ, quần cờ trắng đen đã đầy kín hai phần bàn cờ. Mặc dù là chỉ cùng với một hài tử chơi cờ, cơn nghiện cờ của ông nhiều năm vẫn chưa từng đụng tới cũng đã bị bé kích thích rồi, càng chơi lại càng nghiền, đá thật đó, không có thoải mái như vậy. Nếu như không phải là đứa nhỏ này không hiểu được giấu giếm cảm xúc nội tâm, lúc nào cũng để cho ông ta nhìn thấu tâm tư, thì là một cao thủ chơi cờ như ông đây thiếu chút nữa cũng sẽ bị bại trong tay của một tiểu hài tử mất. Mặc dù là cái này cũng không có gì lớn lao, chẳng qua là lan truyền ra ngoài, tổn hại một chút mặt mũi của các chủ ông mà thôi. Bây giờ nhìn đối phương lâm vào trong trầm tư suy nghĩ, môi của ông không dễ nhận ra khẽ dương lên, u quang sâu ở trong đáy mắt đang di động.
Trấn Hải Nguyên Lão và Dương Minh Tổ Sư hai người ánh mắt vẫn là hướng tới bàn cờ mà không ngừng đảo qua đảo lại. Hiện tại rốt cuộc là thấy hai người kia chơi cờ chậm đi. Động tác của hai người thống nhất nâng tay, xoa xoa hai mắt mình. Thực sự là mệt mỏi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến là con người chơi cờ tốc độ nhanh như vậy. Lại vừa nhìn, đã thấy một bàn cờ, cư nhiên đã hạ đầy 2/3 vị trí, quả nhiên khó lường. Hai người âm thầm hướng Tiểu Mặc, dựng thẳng ngón tay cái, có thể dưới tay của các chủ là chống đỡ lâu như vậy sao, cũng là đã xem như thắng lợi cả rồi. Bọn họ đã là thực lực vừa lòng, đủ để kiêu ngạo lắm, không có cầu thêm gì nữa đâu. Những cao thủ còn lại cũng là thấy một trận hoa mắt, đều là do tinh thần quá mức khẩn trương rồi. Thấy Tiểu Mặc có thể cùng với các chủ so chiêu lâu như vậy, ở trong đáy lòng của bọn họ hết thảy đều là hướng về phía Tiểu Mặc. Ai bảo các chủ trong cảm nhận của bọn họ lại cao siêu như vậy, sao không thể nào với tới như vậy được. Tiểu Mặc thì là chân thật hơn rất nhiều, cũng là rất đáng yêu, người gặp người thích. Bọn họ ở trong lòng lần lượt là suy nghĩ, nhưng nếu như nói Tiểu Mặc có thể đấu cùng với các chủ thì đây không phải là đại biểu cho bọn họ cũng là có người có cơ hội có thể chiến thắng người đánh không thể nào thắng các chủ hay sao? Đây là tiếng lòng quần chúng đầy. Hiếu Hộ Pháp thủy chung là cười híp mắt, âm thầm gật đầu. Tả Hộ Pháp thì lại không, đôi con người âm trầm không có nhịn được co rút lớn, vừa không thể nào ngờ, vừa tức giận. Hắn không nghĩ tới một đứa bé chưa dứt sữa lại có khả năng lớn như vậy, có thể dưới tay của các chủ hạ nhiều quân cờ như thế, đến bây giờ là mới lầm vần trong cục diện bế tắc. Hắn nhất định là phải tra ra cái tên tiểu tử thối này là ai. Nếu nhất mạch cuộc cùng với hắn là có quan hệ thì thôi, nhưng nếu không thì hắn đường đường là một tả hộ pháp của Tiểu Giao Các, hắn lại có thể để cho nó tùy ý mà đắc tội được. Tiểu Mặc nhìn chăm chăm bàn cờ, trái lo phải nghĩ một phen, cái miệng nhỏ nhắn nhấp nháy mấy cái, thả con cờ ở trong tay. Láo láo tổ tông à, thôi cháu nhận thua. Các chủ nhợt nhạt cười một tiếng, đứng lên nói. Tôi coi cháu vẫn còn nhỏ, có thể có được kỳ nghệ như vậy đã rất hiếm thấy. Tuy rằng hôm nay cháu chịu thua, nhưng mà cũng không có nghĩa là vĩnh viễn thua đâu, sớm muộn gì cháu cũng sẽ thắng người. Tiểu Mặc không có chịu thua nói. Ơ, lớn mật, cái gì mà người. Các chủ là người mà ngươi có thể tùy tiện gọi như vậy à? Tả Hộ Pháp không có nhịn được đền quát lớn. Lúc này, Trấn Hải Nguyên Lão cùng với Dương Minh Tổ Sư nhịn không được nữa rồi, rồi rít mở miệng. Này Tả Hộ Pháp, Tiểu Mặc bất quá chỉ là một đứa nhỏ thôi, đồng ngôn vô kỵ. Ngươi cũng là một hài tử so đo, chả lẽ là tâm trí của ngươi cùng với nó là giống nhau hay sao? Phải rồi, các chủ cũng là không có nói gì, chỉ có ngươi ở một bên là nói bà đạo bà đốn. Ngươi có mệt mỏi hay không? Chẳng lẽ nơi này là tất cả mọi người chúng ta đều là đối với các chủ bất kính sao? Chỉ có một mình ngươi là một mực cung kính à? Các ngươi! Tả Hộ Pháp rất là tức giận, hai tay áo nhất thời là phất ra hai cú gió, bất thời, cổ động. Uy nghiêm của hắn, há lại có thể bị khiêu khích? Đủ rồi, đừng có cãi nhau nữa. Bồn các chủ vẫn còn chưa tới tình cảnh mắt mù tai điếc. Các chủ một cái ánh mắt quét qua, không giận mà uy, lần nữa ngăn trở Tả Hộ Pháp phát uy. Tả Hộ Pháp tiếp thu ánh mắt của ông, vội vàng thu liếm khí tức. Khí tức của hắn bậc nào mà cường đại, tùy tiện trưởng một trường là có thể đem đối phương chụp chết mấy trăm lần. Nhưng đáng tiếc, có các chủ ngăn cản thì hắn cũng không có biện pháp. Tiểu Mặc cảm thấy Tả Hộ Pháp này truyền tới ánh mắt uy hiếp, ở trong lòng âm thầm thanh tịnh. Người này thoạt nhìn rất là xấu xa, tự hồ là sẽ gây bất lợi cho bé. Mọi người ở đây xem chừng là cũng chỉ có lão lão tổ tông mới có thể trấn trụ được hắn thôi. Xem ra bé mấy ngày tới là phải chặt chẽ theo sát lão lão tổ tông mới được, để cho ông ấy bảo vệ. Còn nếu không, tính mạng của bé và Tiểu Bạch rất có thể sẽ để lại nơi này rồi. Lão lão tổ tông, kỳ nghệ của ngài rất là cao siêu như vậy, vậy thì Tiểu Mặc rất là bội phục. Tiểu Mặc có thể hay không ở bên cạnh của ngài, cùng ngài học kỳ nghệ? Tiểu Mặc ngoan ngoãn chạy tới bên người của các chủ, kéo kéo ống tay áo của ông, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú động lòng người, bày ra khuôn mặt tươi cười ngọt chết người không đền mạng. Các chủ bị khuôn mặt tươi cười của bé làm cho hoàng thần, ánh mắt mơ hồ một cái, nhất thời hiểu ra. Ông nâng tay, nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, rất buồn cười, hay cho một tiểu quỷ, vừa thông minh vừa trí tuệ, nếu hào hào mà dạy dỗ một phen, thành tựu sau này nhất định là sẽ không thể nào lường được. Vậy được rồi, từ ngày hôm nay trở đi, cháu sẽ liền đi theo bên người của ta đi. Một câu của các chủ làm cho mọi người ở đây kinh hãi rồi. Các chủ mà cư nhiên đồng ý sao? Này này, cái này đại biểu cho cái gì? Các chủ cho tới bây giờ là cũng không có thu đồ đệ đâu. Năm trước cho dù là có cao thủ ngoại tông được tiến cử vào trong Tiêu Giao Các để tiến hành dạy dỗ thì cũng đều là do các tổ sư cùng với các nguyên lão khác ra mặt dạy dỗ thôi. Các chủ chưa bao giờ từng nhúng tay. Không nghĩ tới lần này các chủ lại phá lệ, là vì một hai tuổi chưa dứt sữa phá lệ luôn. Điều này làm cho bọn họ là không cách nào không kinh ngạc, không rung động được. Các chủ à, xin ngài nghĩ lại đi. Đứa nhỏ này thân thế đến nay vẫn còn chưa có điều tra ra rõ ràng. Vạn nhất nó không phải là huyết mạch của Long gia, vậy thì nó... Tả Hộ Pháp nóng lòng là muốn ngăn cản quyết định của các chủ, ai ngờ lại bị một cái ánh mắt ngoan lệ của các chủ quét tới.
ta hộ pháp. 3 ngày sau chính là đại hội tỷ võ gia tộc của ngoại tông, ngươi liền chịu trách nhiệm chọn lựa nhân tài cho Tiêu Giao Các đi. Tạ hộ pháp hơi sững sờ, chợt hiểu ra các chủ đây là có ý muốn hắn đi, làm cho hắn rời ra khỏi Tiêu Giao Các. Cũng được, lần này đi ngoại tông chọn lựa nhân tài gia tộc trước, vốn là hắn nhìn chúng một khối thịt béo, cho dù là các chủ không phái hắn đi thì hắn cũng sẽ chủ động xin lệnh rồi đi. Hiểu ra lần này chọn lựa ra 3 nhân tài đứng đầu, tương lai vô cùng có khả năng trở thành người thừa kế chức vị gia chủ ngoại tông, chỉ cần là hắn chọn ra người biết điều nghe lệnh, vậy thì cũng chẳng khác nào đem cả ngoại tông này nắm giữ ở trong tay hắn. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn nhất thời tốt lên rất nhiều, khom người cúi đầu đáp. Vâng, các chủ, thuộc hạ nhất định là đem việc này làm cho thỏa đáng. Hắn vừa nói xong, hữu hộ pháp cũng đứng dậy theo. Các chủ, chuyện chọn lựa nhân tài không phải là một chuyện đùa, thuộc hạ cũng là nguyện ý đi, chọn lựa ra nhân tài chân chính cho Long gia. Tả hộ pháp nghe thấy như vậy, sắc mặt nhất thời lại trầm xuống, cái lão giả hỏa này lại cũng là muốn sáp một chân hay sao? Các chủ lại cân nhắc, gật đầu. Vậy được. Hai người các người hãy liền thương nghị quyết định đi. Tất yếu là phải chọn ra được nhân tài chân chính cho Long gia, chớ có để cho ta thất vọng. Vâng, các chủ, thuộc hạ nhất định là sẽ không làm nhục sứ mạng đâu. Tả hộ pháp cùng với hữu hộ pháp đồng loạt đáp. Tiểu mà con người dao động, thỉnh thoảng là lướt qua hướng của Long Nhãn Tuyền, thỉnh thoảng lại lướt qua các chủ, thực sự rất tốt. Hiện tại người xấu đã đi rồi, bé và Tiểu Bạch là được an toàn. Chờ thực lực của Tiểu Bạch khôi phục lại, bé có thể mang Tiểu Mạch cùng với nhau rời ra khỏi Tiêu Giao Các, đi tìm phụ thân và mẫu thân. Thân thể nho nhỏ, ánh mắt nhỏ cong cong, tâm tình hết sức vui vẻ. Giạt ở trên nước sông, con thuyền từ từ mà đi, bờ sông phía trước rốt cuộc lại càng ngày càng gần. Mau, nhìn đi, phía trước chính là thành Bàn Long rồi. Long Thế Thần cao rộng hoan hô, đối với cổ thành xưa quen thuộc vừa xa vừa lạ này, ở sâu trong nội tâm của hắn có một chút rung động khó hiểu. Không hổ là một thành lớn. Bạch Sở Mục là thực hợp thời mà phối hợp với hắn một câu, ở trong mắt lóe ra ánh sáng ngạc nhiên, đối với Bàn Long Thành là tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Tôn chủ à, chúng ta ở trong thành này nghỉ tạm một chút, hay là trực tiếp tới thẳng Long gia đây? Vân Hộ Pháp tiến đến nói. Long Thiên Tuyệt lại nhìn về phía bờ sông phía xa, suy tư, không trả lời ngay. Thường Bá lên tiếng. Thiếu chủ à, Long gia là cách nơi này hơn 1 ngày đường, chỉ bằng chúng ta hãy ở trong thành này nghỉ ngơi một lát trước. Đợi nghỉ ngơi cùng với hồi phục xong, thì ngày mai lại đi Long gia cũng là không muộn mà. Long Thiên Tuyệt vẫn như trước không nói gì, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vân Khê trái phải nhìn về phía xa, tò mò nói. Vậy Thường Bá, thành Bàn Long tổng cộng là có bao nhiêu tòa thành chỉ tạo thành? Long gia là ở vị trí nào? Vì sao đi tới Long gia lại có thể mất tới 1 ngày hành trình như vậy? Lại xa như vậy sao? Thường Bá không người trả lời. Hồi bẩm với phu nhân, thành Bàn Long này tổng cộng có 31 tòa thành trì. Toàn bộ đều là thuộc về phạm vi sở hữu dưới quyền của Long gia, mà đại bản doanh của Long gia cũng là xây ở trên phía bắc 31 tòa thành trì. Từ nước sông đi tới thì dọc phải đi ngang qua 5 tòa thành trì mới có thể tới được. Sao? Lại cách đến 5 tòa thành trì? Vân Kỳ âm thầm nhíu mi, nàng hiện tại là biết Thiên Tuyệt lo lắng cái gì. Đoàn người bọn họ một khi đến thành Bàn Long, nhất cử nhất động tất nhiên là sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của người có tâm. Từ nơi này đi tới đại bản doanh của Long gia thì là phải đi qua 5 tòa thành trì nữa. Đối phương sớm là có được tin tức, tất nhiên là sẽ có sự chuẩn bị rồi. Bọn họ là muốn làm sao mà vượt qua được 5 tòa thành trì này, so với ước muốn đi qua 5 ải, chém lực lượng tướng là cũng không kém nhiều lắm. Vậy Thiên Tuyệt, chẳng có tính toán gì chưa? Nàng hỏi. Bờ sông càng ngày càng gần, ánh mắt đẹp của Long Thiên Tuyệt dần dần giãn ra, giống như là một bức tranh thủy mặc nét bút liều loát liền mạch. Hắn dừng môi nói. Không có. Chúng ta hiện tại liền đi thẳng hướng Long gia, giết từng người bọn hắn là trở tay không kịp. Hai mắt của hắn sáng rực, rạng rỡ sinh huy, một câu châm lên lửa giận ở trong lòng mọi người tại đây. Đúng vậy, nếu đến đây liền không cần cố kỵ cái gì nữa. Giết, một đường hướng bắc, giết tới Long gia. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Lập tức giết, tạo uy nghiêm. Thành Bạch Bích chính là tòa thành trì đầu tiên đi thông tới Long gia, cách bờ sông không đến nửa canh giờ lộ trình. Đoàn người Vân Khê ở chợ phiên ở trên bờ sông thuê 2 chiếc xe ngựa cùng với một vài con ngựa, rồi chậm rãi xuất phát tới thành Bạch Bích. Nhóm nữ tử chia ra ngồi ở trên xe ngựa, hơn 10 cao thủ của Long gia cùng với tứ đại hộ pháp, người thì điều khiển xe ngựa, người thì cưỡi ngựa, đi ở xung quanh xe. Một nhóm 30 mấy người, thành thế rất lớn, phách lối đi tới thành trì phía trước. Tới cửa thành, xe ngựa lại bị ngăn lại, 10 mấy tên cao thủ thủ thành cầm kiếm tiến tới, bao vây lấy đoàn người. Người cầm đầu vóc người cao gầy, lằn tằn cười lạnh, tiến lên nói. Các người thật là to gan, cứ như là không có ai ra gì xông vào trong thành như vậy sao?
Không có ngại nói cho các người biết, nhị gia đã sớm đoán được các người sẽ tới. Sáng sớm liền phái chúng ta ra thủ tại chỗ này rồi, chờ các người đã lâu. Ta khuyên các người vẫn là nên nhanh sớm bỏ vũ khí mà đầu hàng đi, tránh cho làm khổ đến da thịt. Một chiếc xe ngựa đi đằng trước nhấc lên một góc màn xe, lộ ra gương mặt tuấn mỹ như thiên thần, không giận mà uy. Ở trong đám người, Long Khải Phong cất bước tới, đầu tiên là hướng Long Thiên Tuyệt cung kính cúi đầu, sau khi nhận được ánh mắt cho phép của hắn mới tiến đến giao thiệp với đối phương. Tống Cần, ngươi chẳng qua chỉ là một người thủ thành nho nhỏ, cũng là dám ngăn cản đường của Tuyệt thiếu gia sao? Ta cho ngươi một cơ hội buông vũ khí đầu hàng, chỉ cần các ngươi là nguyện ý bỏ thành đầu hàng, quy hàng Tuyệt thiếu gia, vậy thì ta liền tha cho các ngươi một mạng. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vút ra khỏi vỏ, hàn quang lóe ra, thực lực huyền tôn thất phẩm lập tức toát ra không ngần ngại. Hắn vốn là một cao thủ của Long gia, lại thường xuyên đi theo bên người của Long Thiên Hồn, ra vào thường xuyên nên là cũng có một chút tiếng tăm. Tống Cần cùng với những cao thủ thành khác nhìn thấy hắn đột nhiên lộ diện xuất thủ, không khỏi sinh ra sự sợ hãi. Nói cho cùng thì ở trong số những người bọn họ, huyền giai cao nhất cũng chỉ là huyền tôn tam tứ phẩm, đối phó với một số tiểu nhân là dư giả, nhưng nếu như chống lại cao thủ như là Long Khải Phong, bọn họ liền trở nên khiếp đảm. Long Khải Phong, Long hộ vệ sao? Người không phải là hộ vệ ở bên người của Hồn thiếu gia đấy chứ? Khi nào thì lại ở cùng với một chỗ với giá chủ 15 gia trục xuất vậy? Bởi vì lúc đó sau khi Long Thiên Tuyệt giết Long Thiên Hồn, cũng là thu phục luôn thuộc hạ của y, nhưng mà cao thủ còn lại không phục liệu đều chết ở dưới kiếm của hắn. Vậy cho nên Long gia đến nay là vẫn chưa nhận được tin tức Long Thiên Hồn bị giết, cũng là khó trách khi bọn họ nhìn thấy Long Khải Phong đột nhiên là đầu phục Long Thiên Tuyệt lại kinh ngạc như vậy. To gan! Long Khải Phong lớn tiếng quát, kiếm phong vừa chuyển, mũi nhọn lạnh lẽo liền bắn ra tứ phía. Tuyệt thiếu gia là người mà các người có thể tùy ý nói chửi hay sao? Xem ra ngươi là đồ hồ đồ mất khôn rồi. Vậy thì hãy để cho người kiếm của ta tới thu thập ngươi. Những cao thủ còn lại của Long gia cũng là đều tụ lại ở bên người của hắn, rút kiếm công tới. Long Khải Phong, ngươi là mới to gan đó. Ngươi có dám phản bội Hồn thiếu gia, cũng chính là phản bội nhị gia đó. Ngươi có biết hiện tại Long gia là ai mới là chân chính là người cầm quyền hay không? Đó là nhị gia. Ngươi phản bội lại nhị gia, ngươi có biết kết cục như thế nào không? Tống Cần thấy phe mình nhiều người, mà ở trong xe ngựa của đối phương lại có cả nữ nhân nữa, thực lực tự nhiên là không thể nào so sánh với bọn họ được. Nghĩ như vậy, dũng khí liền lớn hơn. Ầm ĩ muốn chết thì được. Nhị gia chó má nhà các ngươi là cái gì? Ngươi trước hết vẫn là nên nghĩ mà xem, kết cục đắc tội với bản phu nhân đây sẽ là như thế nào đây? Trong xe ngựa truyền ra một giọng nói lãnh liệt của nữ nhân. Tiếng nói chưa dứt, rèm xe ngựa lay động, trước mặt của Tống Cần nhoáng một cái, xuất hiện một đạo ánh sáng trắng, sau đó chỉ nghe một trận thanh âm bồm bốp, rồi hai gò má của hắn đã bị tát đến đau rát, lắc lư kịch liệt, hai mắt tỏa ra vô số ngôi sao. Hành nghe cho kỹ đây, để cho ta nghe được một câu nói vũ nhục phu quân của ta lần nữa, thì đây chính là kết cục đó. Vân Khê hùng hăng giáng một cái tát cuối cùng vào thẳng mặt của Tống Cần, đưa cả người của hắn đánh bay vào trong không trung, máu tươi răng rụng lung tung, tung tóe lên đất. Tống Cần thấm khổ kêu thảm, ở trên gương mặt đã đầy dấu tay, xưng đến người quen của hắn cũng là không thể nhận ra nổi. Đang muốn giãy giụa đứng dậy, Vân Khê lại vung một cước, ngoan độc đá vào trên người của hắn. Các cao thủ thủ thành thấy như vậy, vội vã muốn ra tay, nhưng mà động tác của đám người Long Khải Phong so với bọn hắn là nhanh hơn rất nhiều. Bọn hắn vừa động, đám người của Long Khải Phong đã động trước. Tuyệt thiếu gia, Tuyệt phu nhân, các người hãy đi trước đi, nơi này hãy giao cho chúng ta thu thập. Lộc Khải Phong là hướng chỗ Vân Khê liếc mắt một cái, trường kiếm theo sau vù vù, sắc bén đâm ra, vì đoàn người của Vân Khê mở đường. 7-8 gã cao thủ của Long gia phối hợp với hắn, giết một đường máu, dọn sạch chướng ngại. Vân Khê thong thả bước đi, từ trong đám người đang kịch chiến tào nhã đi qua, váy dài tuyết trắng, không nhiễm bụi trần. Có mấy tên cao thủ là muốn cầm kiếm tiến tới, song chi nhớ của thần thủ của nàng vừa rồi, mọi người hai chân bắt đầu run rẩy, do dự không dám bước tới. Trong mắt của Vân Khê thoáng hiện lên vẻ lãnh khốc tử thần, mắt lạnh quét ngang qua, vài tên cao thủ giật mình một cái, đều là lùi về phía sau hai bên, làm sao còn có dám tiến lên mà cung kích nữa. Vân Khê khinh thường cười nhẹ một tiếng, một lần nữa vào trong xe ngựa. Nếu như không phải là cái tên Tống Cần kia, miệng phun ra ác ngôn, nhục nhã đến thiên tuyệt, thì làm cho nàng không thể nào tha thứ cho hắn, bằng không thì nàng đây còn là không nhất thiết cùng với mấy tên cao thủ cấp thấp hơn mà đối chiến. Đây rõ ràng là lãng phí thời gian và tinh lực của mình. Long Thiên Tuyệt đưa tay, đem nàng kéo vào trong xe. Không có chịu quy hàng, hết thảy giết hết. Không thành tâm quy hàng, cũng là giết hết. Long Thiên Tuyệt bỏ lại một câu lãnh khốc, một lần nữa buông màn xe, xe ngựa từ từ đi, vững bước đi trước đào quang kiếm ảnh, một chút cũng không hề trở ngại. Bọn họ còn có con đường xa hơn phải đi, không nên lãng phí quá nhiều thời gian vào lúc này.
Tống Cần lại bị Vân Khê đánh cho sống dở chết dở, mơ hồ nhìn phương hướng xe ngựa chạy tới, hắn nhất thời ở trong lòng nóng như lửa đốt. Mau lên, đuổi theo, mau đuổi theo bọn chúng, không thể nào để cho bọn chúng vào trong thành được. Hắn tuân lệnh của nhị gia, thề là thủ hộ tốt cho cửa thành, tuyệt đối là không thể nào để cho đám người Long Thuyền Tuyệt vào cửa thành được. Nhưng mà ai mà ngờ thực lực của đối phương lại cường đại như vậy, bọn họ căn bản là không chịu nổi một kích, không cách nào ngăn trở được. Cao thủ thấy như vậy, lập tức là muốn đuổi theo. Lúc này trường kiếm của Long Khải Phong ép tới, khiến cho bọn hắn là phải nhanh chóng rút lui. Trợn mắt nhìn hai chiếc xe ngựa không coi ai ra gì đi vào trong cửa thành, bọn họ vừa vội vừa giận, vậy nhưng mà lại bất lực. Long Khải Phong dẫn theo hơn 10 vị cao thủ của Long gia ở lại giữ thành Bạch Bích, cùng với đám cao thủ Tống Cần kịch liệt chiến đấu, mà nhóm của Long Thiên Tuyệt thì lại tiếp tục chạy tới tòa thành trì tiếp theo. Giờ khắc này, bọn họ là cũng không có đường lui, chỉ có thể quyết chí tiến tới, tận lực mà tranh thủ lúc đối phương vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, đánh thẳng đến Hoàng Long. Đại khái đi vào trong chừng 2 canh giờ, lúc này đã giữa trưa, phía trước cách đó không xa có một tòa thành trì nguy nga lộng lẫy, chỉ thấy trên cửa thành là treo một bảng hiệu để 3 chữ to cứng: Hữu Lực, Thành Xích Diễm. Mọi người, hãy cẩn thận một chút. Tình hiệu huống này có một chút đáng nghi. Vân Hộ Pháp thúc dừng ngựa đi đến đằng trước, phất tay ý bảo là đội ngũ hay dừng lại một chút. Cửa thành Xích Diễm này cao gần mấy trượng, so với cửa thành Bạch Bích tự hồ là lớn hơn rất nhiều. Ngửa đầu nhìn lên là ánh nắng chói mắt, nhìn không rõ lắm quang cảnh ở trên đường thành. Nhìn chằm chằm vào chỗ cửa thành đóng chặt, ngoài cửa thành không có một bóng người nào. Bầu không khí như vậy thực sự là có một chút không thích hợp. Vén rèm, Long Thiên Tuyệt từ trên xe ngựa đi xuống, đưa mắt quan sát tứ phía tường thành cùng với cửa thành, lỗ tai không dễ nhận ra hơi giật giật. Thì ra là có mai phục sao? Ở trên đường thành có ít nhất hơn 100 người, cho dù là bạn hắn cố ý đè thấp hơi thở, người bình thường không có khả năng phát hiện ra, nhưng mà hắn lại có thể phát hiện ra rất rõ. Cái lũ chuột nhắt vô danh, hết thảy ra đây hết cho ta. Lập thì tuyệt cả người chấn động, hai tay áo lay động, y bào phần phật. Hai tay của hắn vận khí lên, chậm rãi đưa tới đỉnh đầu. Ở trong lòng bàn tay có một luồng khí vô tận xoay tròn, chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng, lực lượng mãnh liệt ở trong song trường rời đi. Hắn thi triển ra sức mạnh cuồng bạo, hướng về phía thành lâu ở phía trước mãnh liệt oanh kích. Trong nháy mắt, trời đất là một mảnh xám xịt. Mặt trời chói chang là bị cho xám che đậy, giận gió điên cuồng gào thét, nhấc lên một cơn lốc ở trên cổng thành. Ở trên tường thành, liên tiếp từng tiếng kêu thảm thiết lần lượt phát ra, ngay sau đó là từng bóng đen một từ trên cổng thành rơi xuống. Phần lớn, những người sau khi rơi xuống đều là co quắp mấy cái rồi trực tiếp tắt thở mà chết. Cơn lốc đã qua đi, các cao thủ từ trên tường thành là rơi xuống chết, cư nhiên là có tới hơn 30 người. Còn những người cao thủ may mắn còn lại ở trên tường thành một đánh sợ tới mức té cả ra quần, chặt chẽ bám lấy tất cả những thứ gì có thể vịn bám được ở trên đó. Không người nào dám thăm dò nhìn hướng xung quanh, giống như là phía dưới tường thành này có yêu quái quần lầm vậy. Thế nào? Còn không mau mau mà trở ra, mở thành. Lâm Thiên Tuyệt thanh âm xuyên thấu đến ở trên cổng thành. Các cao thủ nhất tề chấn động, người nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, bị làm cho sợ đến mức cả người run rẩy như cầy sấy. Nơi khúc ngoặt có hai người bước nhanh đi tới trên tường thành, một người trong đó mặt mũi âm trầm, âm ầm sát khí, chính là kẻ lúc trước cùng với Lâm Thiên Tuyệt đối chiến rồi chật vật thoát đi, Long Tam trưởng lão. Lão ta cùng với người bên cạnh luôn thủy chung đứng cách nhau khoảng nửa bước, lộ rõ rệt ra trận sự chênh lệch và thân phận của hai người. Trận cuồng phong lãnh liệt vừa rồi là kinh động tới hai người, nên là mới vội vã đi tới hướng thường thành coi tới. Chết tiệt, bọn chúng làm sao mà tới nhanh như vậy? Long Tam trưởng lão ở trong miệng âm thầm rủa xả, còn một chút không dám tin. Lão cho là ít nhất bọn họ cũng là bị trì hoãn một hai ngày rồi mới tới chứ, như vậy thì lão ta có thể bố trí nhân thủ tốt hơn đối phó với bọn họ. Bất quá may là lão đã sớm dẫn đầu thông báo cho các cao thủ thành chủ của các thành trì để cho có thể đề phòng được, khiến cho bọn họ là không cách nào thuận lợi thông qua thành trì chẳng đi Long ra. Nhưng mà như vậy lão liền có thể có nhiều thời gian và cơ hội hơn để an bài mọi thứ. Người xác định hắn thực sự là Long Thiên Tuyệt sao? Là nhi tử của đại ca ta? Người đi phía trước Long Tam trưởng lão chính là Lục gia của Long gia, con trai thứ 6 của gia chủ đương thời. Hắn đi bên cạnh tường thành, nhìn xuống phía dưới cổng thành, liếc mắt liền thấy được Long Thiên Tuyệt đứng sừng sững ở trước xe ngựa. Dưới ánh mặt trời màu vàng, hắn áo bào phần phật, tóc đen bay múa, như là một thiên thần dáng thế uy vũ mà đứng. Nam tử như vậy làm cho trong lòng của hắn khẽ run rẩy. Đây không phải là phong thái đại ca năm đó hay sao? Chẳng lẽ hắn ta thực sự là con trai ruột của đại ca, mà không phải là dã chủng như lời của người ngoài đồn đại, nói hắn là một nghiệt tử mà đại tẩu cùng với ngoại nhân tư thông sinh ra? Lục gia ở trong lòng ghé dao động, chỉ là trách Long Thiên Tuyệt giờ phút này cùng với đại ca trong tự ấn tượng của hắn rất giống với nhau, phong thái như vậy, oai hùng như vậy như thế nào có thể là giả được. Long Thiên Tuyệt đã nhận ra có ánh mắt nhìn lén mình,
Hắn đưa mắt nhìn về phương hướng đó, bốn mắt nhìn nhau liền cùng ngẩn ra. Lục Gia là bởi vì ánh mắt của Long Thiên Tuyệt đột nhiên hướng lại mà ngẩn người, còn con Long Thiên Tuyệt lại bởi vì thấy được Lục Gia, hơn nữa nhận ra thân phận của đối phương mà ngẩn người. Long Thiên Tuyệt không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy được Lục Thúc. Ở trong ấn tượng của hắn, Lục Thúc là một người không có chủ kiến nhất. Hắn và Đại Gia, Nhị Gia đều không phải là cùng một mẫu thân sinh ra. Mẹ của hắn ở trong Long Gia thân phận là cực kỳ hèn mọn. Vậy cho nên sau khi Lục Thúc ra đời, bởi vì liên quan tới mẫu thân hắn mà ở trong Long Gia cũng là không được trọng dụng. Nhưng xong, hắn cũng là phải vì mình mà tìm kiếm con đường sống. Vì vậy hắn là mượn sức huynh đệ của mình hướng bọn họ giao hảo. Đáng tiếc bản thân của Đại Gia là cực kỳ cao ngạo tự phụ, không dễ làm cho người ta thân cận, lại càng thêm khinh thường loại người không có chủ kiến như hắn. Nhưng mà có lần giáp mặt mắng hắn, hắn ghen ghét ở trong lòng, vì thế mà đầu nhập vào Nhị Gia. Nhị Gia cũng là một người cực kỳ thủ đoạn tính toán, phàm là người có chút giá trị lợi dụng ở trong mắt của hắn thì hắn cũng sẽ là cố gắng mà lôi kéo. Vì vậy hai người này ăn nhập với nhau, thân lại càng thêm thân. Theo một ý nghĩ nào đó mà nói, Lục Thúc cũng có thể xem như là người bên phe của Nhị Thúc, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là luôn nghe theo lệnh của Nhị Thúc. Long Thiên Tuyệt hơi hơi híp mắt, chuyện cũ vốn là bị chôn sâu lần thứ hai lại là khơi dậy trong lòng. Người dâm phụ này, người không thấy có lỗi với đại ca sao? Người cứ như là thừa dịp đại ca bế quan, nỗ lực tu luyện cùng với người tư thông, người thực sự là không có biết xấu hổ. Đại ca, loại nữ nhân này người còn che chở làm cái gì? Nhiều năm như vậy người vẫn là dốc lòng vào võ học, một lần bế quan là mấy tháng, thậm chí là một năm nữa. Nàng ta sau lưng của người còn không biết đã làm qua bao nhiêu chuyện việc dơ bẩn. Còn có nam nhân này nữa, hắn ta thường xuyên ra vào phòng của đại tẩu, thường xuyên cùng với đại ca đại tẩu tết giao. Đây cũng là chuyện của Long Gia đều biết cả. Người nếu như mà không tin, có thể cứ việc mà hỏi mọi người. Ẩn tình hôm đó nhiều năm như vậy, thời gian đại tẩu cùng với hắn so với thời gian cùng với đại ca là còn dài hơn đó. Đại ca, người đã có từng nghĩ tới thiên thần vì sao thiên phú lại bình thường như vậy không? Nói không chừng hắn ta căn bản là không phải là cốt nhục của ngươi, không phải là huyết mạch của Long Gia chúng ta, mà là một nghiệt tử đại tẩu sau khi tư thông cùng với nam nhân này rồi sinh ra nó. Đại ca, ngươi không thể nào để lại cho bọn họ che mờ mắt được. Hãy tự tay giết chết nữ nhân này đi. Từng câu từng chữ rủa xả chửi rủa đến nay vẫn còn luôn xoay quanh bên tai của hắn. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu dừng ở Lục Gia đang đứng ở trên tường thành, một cỗ lửa giận từ trong lồng ngực đột nhiên phun trào. Đều là nói, trên đời này đáng sợ nhất chính là tin đồn. Một người nói có lẽ sẽ không tin, nhưng mà 10 người, 100 người nói cũng như vậy. Cho dù là tin đồn, đến cuối cùng cũng là sẽ biến thành sự thật, việc thật. Hắn thống hận cái kẻ đã đuổi giết huynh đệ bọn hắn, bởi vì bọn họ là lòng dạ quá độc ác, muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà hắn là cũng thống hận người truyền ra khỏi lời đồn, cùng với ngôn ngữ công kích chửi bới mẫu thần của hắn, cũng là bởi vì cái tin đồn đó, cùng với mấy chục mấy trăm người là chứng minh một mực chắc chắn. Vậy cho nên mẫu thần của hắn mới có oan không thể tố. Vậy cho nên là một số kẻ thù của hắn, y cũng coi như là một người. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, giống như là hai mặt trời chói mắt, phát ra ánh sáng nóng rực, thẳng tắp ép đến người trên tường thành. Lục Gia Long Gia nhận ra được ánh mắt căm thù của hắn, ở trong lòng đột nhiên phát run, từ lòng bàn chân bắt đầu sinh ra sự lạnh lẽo. Long Tam trưởng lão từ đầu tới cuối là không có lộ diện thăm dò, lão ta hạ giọng ở bên tai của Lục Gia nói. Lục Gia, hắn ta chính là Long Thiên Tuyệt đó, là một giã trùng đã bị trục xuất khỏi Long Gia năm đó. Hắn hôm nay là như vậy nhưng mà không hề tầm thường đâu. Người cũng lại nhìn thấy thực lực của hắn rồi đó. Nếu như để cho hắn phát hiện ra người, hắn nhất định là sẽ nhớ lại ngày đó Lục Gia người là đối đãi với mẹ hắn như thế nào, khiến cho mẹ của hắn... Lục Gia quay đầu quăng cho lão ta một ánh mắt lạnh. Cái gì gọi là nếu như mà để cho hắn phát hiện? Hắn hiện tại đã phát hiện ra mất rồi. Long Tam trưởng lão ở trong lòng cười lạnh một tiếng, bất vì sở động lại tiếp tục nói. Long Thiên Tuyệt này cực kỳ mang thù hận, hắn nhất định là sẽ tìm Lục Gia người để báo thù. So với việc ngồi chờ chết, chờ bị giết tới cửa, vậy thì Lục Gia người không bằng nên tiên hạ thủ vi cường, giết chết hắn đi rồi mới có thể an hưởng thái bình được. Cái này vẫn còn cần người phải nói hay sao? Lục Gia cười lạnh với hắn một tiếng, nhíu mi suy tư xem là phải đối phó với người phía trước như thế nào. Lục Gia, ta biết người là luôn nuôi hai con hùng sư hung mãnh vô cùng, vì sao lại không thả bọn chúng ra để đối phó với Long Thiên Tuyệt? Long Tam trưởng lão đề nghị. Lục Gia híp híp mắt, có chút đắc ý nói. Không sai, ta là có hai hùng sư, đều là thú dụng cao cấp. Nếu như không phải là ta tinh thông thuật thuần thú, thì là cũng không có cách nào thu phục được chúng. Bọn chúng nếu như ra tay, thì mấy tên cao thủ huyền tôn đỉnh là cũng chưa hẳn là địch nổi ta. Đó là đương nhiên rồi, bàn về thuật thuần thú, ở trong Long Gia này không ai bằng Lục Gia được.
Long Tam trưởng lão khép hờ mắt, mờ quang khó bề nhìn ra, tính toán liên tục. Lục Gia ngẩng cao đầu, từ trong ngực móc ra một bảo vật, dạng hồ lô. Hắn mở nắp hồ lô, hướng phía nó mặc niệm mấy câu, chỉ thấy một đạo ngân quang từ trong miệng hồ lô bắn ra tán loạn. Ở trên bầu trời bỗng dưng là xuất hiện một con sư tử đầu bạc, ngẩng đầu thét dài, kinh thiên động địa. Nó nhào mạnh một cái, liền lao xuống dưới tường thành, dương nanh múa vuốt, hùng hăng càn quấy. Những cao thủ ở trên đường thành thấy Lục Gia đã thả ra ngân sư, tiếng hét rung trời. Mọi người nhất thời là khôi phục lại tinh thần, đồng loạt thò đầu tới chỗ của tường thành, nhìn xuống xung quanh. Long Thiên Tuyệt đón gió mà đứng, ngẩng đầu chống lại hai mắt như là trương đồng của ngân sư. Hắn là đứng sừng sững bất động, mắt lệ so với nó vẫn còn hùng hãn hơn, chừng nhìn lại nó. Thời gian đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của một người một sư ngay giữa không trung lần lượt thay đổi, sát khí tứ phía. Vân Khê ngồi xuống trong xe ngựa, thò đầu nhìn xung quanh, thấy một màn như vậy, tâm là cũng khẩn trương hơn rất nhiều. Mặc dù là nàng tin tưởng thực lực của Thiên Tuyệt, nhưng mà vẫn không thể nhịn được đổ mồ hôi thay cho hắn. Đại ca à? Lâm Thiên Thần ngồi trên lưng ngựa, tay phải nắm chặt dây cương, hai mắt khẩn trương nhìn ngân sư đã hướng phía đại ca lao tới, tim của hắn nhảy lên tận cổ họng. Đám người tứ đại hộ pháp cũng nhất tề nắm chặt kiếm trong tay, một khi tôn chủ không có địch lại thì bọn họ sẽ lập tức động thủ hỗ trợ, cho dù là không thể nào giúp cái gì lớn, ít nhất cũng có thể giúp cho tôn chủ ngăn cản thế công của ngân sư một chút. Trên tường thành, sĩ khí của Lục Gia đã là cùng với đám cao thủ thoáng cái theo thế công hùng mãnh của ngân sư tăng lên rất nhiều, hai mắt của chúng tỏa sáng. Đang lúc ngân sư sắp đụng ngã Long Thiên Tuyệt, thân ảnh của Long Thiên Tuyệt liền động, ai cũng không thể nhìn rõ hắn hành động như thế nào, chỉ cảm thấy thân ảnh màu đen kia chợt lóe rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngân sư vồ hụt rơi xuống đất. Ngay sau đó, thân ảnh màu đen lần nữa thoáng hiện, hắn giơ cao trường kiếm trong tay, toát lên kiếm quang lăng hàn, chợt xuất hiện ở trên phía ngân sư. Trường kiếm vạch lên hàn quang màu hồng, chém nghiêng xuống, đem cái đầu lớn của ngân sư trực tiếp chặt xuống. Máu văng ra tứ tung. Giết ngay lập tức, liền giết thống khoái ngay lập tức. Ngân sư cuối cùng là bị một tiếng cũng không kịp kêu rên, đã mất mạng dưới thành trường kiếm. Hay quá, giết rất hay. Lòng Thiên Thần kích động hồ lớn, một lòng khẩn trương cũng là đi theo trôi giạt đi mất rồi. Đại ca chính là đại ca của hắn, ở trong lòng của hắn vĩnh viễn luôn là tự tin và vô địch. Nhưng mà ngược lại với tâm tình của hắn, những cao thủ ở trên tường thành thấy một màn như vậy, hai chân mọi người lần nữa nhún hết cả ra. Người này thực sự là một người hay sao? Lại có thể là một kiếm chém chết ngân sư, nhưng bất quá ở trong nháy mắt như vậy, cái này cũng không khỏi quá cường hãn rồi. Ngân sư của ta. Lục Gia giận đến nỗi môi run rẩy. Hai hùng sư này tương đương với hai cánh tay của hắn. Hiện tại Long Thiên Tuyệt đã giết một hùng sư, cũng giống như là chém đứt một cánh tay của hắn rồi. Đau như cắt như vậy, làm sao có thể chịu được? Long Tam trưởng lão núp ở phía sau của hắn, chỉ hơi lộ ra nửa đầu nhìn quanh, ở trong lòng khiếp sợ. Lúc trước luyện khí mình, lão đã chưa từng nhìn thấy Long Thiên Tuyệt chân chính xuất thủ, vậy cho nên đối với thực lực của hắn là cũng không có biết rõ, chỉ biết là hắn có thần thú thủ hộ bên người. Hiện nay, tận mắt đã chứng kiến thân thủ của hắn, ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Quả nhiên, lão nuôi hổ đã gây đại họa, năm đó không có đem con tiểu lão hổ này trừ đi ngay, bây giờ thì tiểu lão hổ này đã biến thành mãnh thú so với hổ vương còn hùng mãnh hơn. Hắn hiện tại đã trở về rồi, để trở về báo thù. Tim của lão ta bắt đầu khe khẽ run rẩy. Lục Gia, ngươi không phải là con hùng sư nữa hay sao? Mới vừa rồi chẳng qua là hắn đã may mắn, còn lần này hắn chưa chắc là có thể đánh được. Lão ta xúi giục. Lục Gia đang cân nhắc, lắc đầu. Không được. Ta đã mất đi một con ngân sư rồi, không thể nào mất đi một con nữa. Kẻ này đã thành thế rồi, ta không đối phó được với hắn, vẫn là nên lưu lại hắn đi, để cho nhị ca đến đối phó với nó. Lục Gia là cũng đâu có ngu, biết tự lượng sức mình, xoay người rời ra khỏi thành. Long Tam trưởng lão mầu quang đột nhiên chìm xuống, đưa tay đón lấy hồ lô ở trong tay của hắn, không để ý đến hắn ngăn cản, thẳng đem ngân sư từ trong hồ lô phóng ra ngoài. Hãy đi báo thù cho đồng bạn của ngươi đi. Ánh bạc lần nữa thoáng hiện, một con ngân sư khác xuất hiện trong không trung, lại là một con giống y như đúc con vừa rồi. Động vật trong đó là cũng có cảm ứng. Ngân sư cảm giác được đồng bạn của mình đã chết dưới tay của Mặc Y Nam từ đó, hai mắt nó đốt liền lửa giận, mở ra cái miệng to như chậu máu, muốn đem đối phương là một ngụm nuốt vào. Người đang làm cái gì vậy? Người là muốn hại chết thú sủng của ta? Lục Gia chính mắt thấy ngân sư vẫn nộ lao xuống, ở trong lòng lo lắng, đồng thời cũng là tức giận Long Tam trưởng lão này tự mình chủ trương. Long Tam trưởng lão cũng là không cho lại như vậy, ở trong lòng của lão vẫn còn có ý định khác. Những cao thủ ở trên tường thành rụt đầu lại, âm thầm nhìn trộm bên dưới, chỉ thấy ngân sư kia thân thể to lớn đáp xuống, đem thân ảnh Mặc Y Nam Tử này toàn bộ che kín đi. Từ góc độ của bọn hắn, thực sự giống như là Mặc Y Nam Tử đã bị ngân sư một ngụm nuốt vào, bọn họ không khỏi nín thở, đợi kết quả cuối cùng. Lần này,
Lâm Thị Tuyệt vẫn nguy nga bất động như cũ. Vào lúc Ngân Sư sắp đưa ra một ngụm nuốt, ở phía sau của hắn đột nhiên phóng ra một con quái vật lớn. Nhìn kỹ là một con kỳ lân một sừng màu xanh. Nó điên cuồng gào thét một tiếng, làm cho cả tường thành như là bị sấm đánh chấn động. Kỳ lân thần thú này từ phía sau của Lâm Thiên Tuyệt nhảy lên, đến là một độ cao, nó há to mồm, cắn vào gáy của Ngân Sư, đem nó nhẹ nhàng ngậm lấy, rời ra khỏi trước người của chủ nhân. Ngân Sư đau lên, ngửa đầu thét dài, thanh âm rên rỉ, nện vào trong lòng người. Sao? Kỳ lân? Những cao thủ ở trên tường thành chợt thấy một con kỳ lân xuất hiện, mọi người bị làm cho sợ tới hai chân run bắn, muốn chạy ra là cũng không có cách nào mà chạy nữa. Hả? Cái gì vậy? Kỳ lân thần thú? Lục Gia nhận ra trên người của kỳ lân thần thú phóng ra thần uy, toàn thân đều run lẩy bẩy, cơ hồ là quên mất. Cánh tay phải của mình vẫn còn đang bị ngậm ở trong miệng của kỳ lân thần thú. Đúng lúc này, dưới tường thành Long Thiên Tuyệt đã mở miệng nói. Lục Thúc, đây chính là lễ vật ra mắt của người hoan nghênh tiểu chất trở về hay sao? Lục Gia chấn định trở lại, ổn định suy nghĩ của mình. Hắn cất bước tiến tới, ở một chỗ vị trí tương đối cao, cúi người xuống, hướng về phía người ở dưới nói. Ai là Lục Thúc của ngươi? Ngươi đã sớm bị trục xuất ra khỏi Long Gia, không còn là con cháu của Long Gia ta. Ngươi bây giờ có mặt mũi gì mà trở lại bàn Long Thành? Ta khuyên ngươi nên thức thời, vẫn là mau chóng chịu trói đầu hàng đi. Để ta sẽ đem ngươi giải tới trước mặt của gia chủ. Có lẽ còn có thể thay ngươi hướng gia chủ cầu tình, để ngươi được chết thống khoái một chút. Vậy thì ra là ta đã nhận lầm rồi. Ta là vốn tưởng rằng ngươi là Lục Thúc của ta, xem ở phân thượng cốt nhục tình thân, hạ thủ như vậy, có lẽ xin lưu tình một chút đối với ngươi. Ngươi đã không phải là Lục Thúc của ta, như vậy thì ta cũng là không cần phải hạ thủ lưu tình với ngươi, có phải không? Lòng Thiên Tuyệt khóe môi hơi động, cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng tung người phi tới. Một đạo ánh xanh nhắn bóng phóng ở dưới thần của hắn. Lòng Thiên Tuyệt vững vàng đứng ở trên lưng của kỳ lân thần thú. Giờ phút này cuồng phong gào thét, thổi bay áo bào và tóc của hắn, cả người uy phong lấm lấm như là thần chết xuất trận. Lại nhìn Ngân Sư kia, sớm đã bị kỳ lân thần thú cắt đứt cổ, đi đời nhà ma. Một người một thần thú nhẹ nhàng đứng giữa không trung, làn gió vô danh điên cuồng thổi quét, uy lực tứ phương. Lục Gia ở trong lòng run rẩy, nghe được lời nói của đối phương, hắn nhất thời là ảo não không thôi. Nhìn ý tứ của hắn, hẳn là không phải là để tìm hắn báo thù, không được không được, hắn là phải nhanh chóng rời ra khỏi đây, đi tìm cường viện mới được. Tam trưởng lão à? Lục Gia quay đầu, muốn để cho Tam trưởng lão trước là thay hắn ngăn cản một trận, hắn trở về để tìm Nhị Gia cầu cứu. Nhưng ai ngờ hắn vừa mới quay đầu lại, liền phát hiện ra không thấy Tam trưởng lão đâu. Hắn nhất thời lại hiểu ra, cái lão già này nhất định là tình thế không ổn, cứ nhiên là tự mình đã chạy trốn trước rồi. Đáng chết thật. Lục Gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, một cái lão già khốn nạn, thời khắc nguy nan, lại bỏ chạy sao? Được, vậy thì tốt, ngươi cứ chờ đó cho ta. Vậy người đâu? Cùng với ta, giết chết hắn. Hắn rút ra bảo kiếm, vùng kiếm hồ to. Những cao thủ ở trên tường thành làm gì còn người nào mà nguyện ý đi theo cùng với hắn nữa. Cũng là không biết ai là tiên phong, chạy ra khỏi tường thành. Những cao thủ còn lại là cũng lập tức giải tán chạy theo. Không bao lâu sau, trên tường thành chỉ còn không tới 10 người nguyện ý đi theo Lục Gia ngăn địch. Bộ ngực của Lục Gia hung hăng phập phồng. Hắn trăm triệu lần là không có ngờ những người này cư nhiên lại không đáng tin như vậy. Thôi, các người cũng đi đi. Lục Gia đã mất hết lòng tin, cũng là không còn tâm trí mà ngăn địch nữa. Vì để cho những người này tránh ra khỏi vận xấu bị giết, hắn quyết định là thả bọn họ đi cũng được. Lục Gia à, chúng ta là nguyện đi theo ngài cùng nhau cản địch, không màng đến sinh tử. Mọi người cũng là kêu lên nói. Lục Gia trợn mắt sáng ngời, rất cảm động, đem tất cả mọi người ở đây nhất nhất là nhìn kỹ một lượt, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Người muốn giết ta, báo thù cho mẹ người, ta không có gì để nói. Nhưng bất quá những người này đều là dũng sĩ trung thành, ta hy vọng là người sẽ bỏ qua cho bọn chúng. Ta nguyện ý là khoanh tay chịu trói, không có phản kháng nữa. Lục Gia, trăm triệu lần không thể nào. Mọi người là cùng kêu lên khuyên nhủ. Lâm Thiên Tuyệt khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu nói. Ta chỉ là hỏi ngươi một câu, về chuyện năm đó, ngươi có hiểu rõ hay không? Ngươi có căn cứ xác thực gì để cho thấy chứng minh mẹ của ta trong sạch hay không? Lục Gia trầm xuống, lắc đầu. Thiên Tuyệt, Lục Thúc biết, người đã vô tội bị liên lụy. Người lúc đó chỉ là một hài tử thôi. Người lớn đã phạm lỗi, không nên liên lụy đến người vô tội. Nhưng bất quá việc mẹ người tư thông với người ta, đích xác là thực. Đây là chuyện thực không thể chối cãi được. Cho dù là người không có muốn tin, là không muốn thừa nhận, cũng là không có biện pháp. Rất nhiều người đều là tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả hay sao? Lục Thúc cũng là rất đau lòng. Mẹ của người lúc trước là nữ tử thiện lương vô cùng đơn thuần, không biết tại sao lại có thể rơi vào trong tình cảnh dầm đáng như vậy. Cầm mồm! Ta không cho phép người vũ nhục mẹ ta.
Lâm Thiên Tuyệt lớn tiếng quát, ở trên trán nổi lên mấy đường gân xanh. Lục gia lại tiếp tục nói, ta biết ngươi nhất định là khó tiếp nhận sự thật như vậy, nhưng mà việc này là thiên trần vạn xác, ngươi không thể nào tiếp nhận cũng không có biện pháp nào đó mà nào khác. Vậy được, ngươi đi chết đi. Tức giận ngập trời ở trong cơ thể của Lâm Thiên Tuyệt bùng nổ, hắn không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là những kẻ vũ nhục cho mẹ. Vậy cho nên là tận mắt nhìn thấy thì làm sao? Hắn trước sau là đều không tin mẫu thần làm ra chuyện bực đó. Ở trong cảm nhận của hắn, mẫu thần là một nữ tử thuần khiết vô tư nhất ở trên đời, người có được một trái tim như thủy tinh, làm sao có thể làm ra một việc dơ bẩn không sạch sẽ như vậy. Trường kiếm dưới ánh nắng mạnh mẽ của mặt trời phản xạ ra một đạo kim quang cực kỳ mãnh liệt, mang theo sự phẫn nộ của hắn chém về phía Lục gia ở trên tường thành. Lục gia làm gì có thực sự khoanh tay chịu trói, hắn vừa rồi cũng là chỉ muốn dùng kế sách bi thương để mà đối phó, để cho đối phương lơ là, mong chiếm được sự đồng tình của đối phương, sau đó nhân cơ hội mà chạy trốn. Ai ngờ Long Thiên Tuyệt lại không có mắc mưu, một kiếm này làm cho hắn không thể nào không lẩn thân thoát đi. Mau bảo vệ Lục gia! Nhóm cao thủ đều xông lên trước mặt của hắn, thay hắn ngăn một kiếm. Trong miệng của mấy người này liên tục phun ra đầy máu, chết trước người của hắn. Lục gia trong lòng thất kinh, cầm kiếm nhảy ra đối diện với Long Thiên Tuyệt. Tiểu tử, người đã cứng mềm không ăn, vậy thì để ta tới cùng với người phần thắng bại, nhìn xem thực lực của người rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Tiếng trường kiếm chạm vào nhau vang lên không dứt ở bên tai. Chỉ ở trong khoảng thời gian nửa khắc, hai người đã ở trong không trung giao chiến hơn 10 hiệp. Lòng thì tuyệt là không sử dụng sức mạnh của kỳ lân thần thú, cũng là không sử dụng sức mạnh của thiên long, mà là dùng thực lực của hắn chính mình liều mạng. Thực lực của Lục gia cũng là không yếu, sau hơn 10 hiệp song phương vẫn là không phần cao thấp. Tiểu tử, người rốt cuộc là gặp được cái vận may chó má gì, cư nhiên thực lực đã đạt tới truyền kỳ chi cảnh rồi. Lục gia là vô cùng kinh ngạc trước thực lực của Long Thiên Tuyệt. Tính theo độ tuổi, hai bên hơn kém nhau gần 20. Lấy huyết mạch truyền thừa của Long gia, Lục gia cách đây 5 năm mới là tiến tới truyền kỳ chi cảnh, kỳ là cũng không tính là cái gì. Nhưng Long Thiên Tuyệt mới bất quá là 26 tuổi, đã đạt vào bước vào truyền kỳ chi cảnh rồi. Đây mới là cái người ta không thể nào tưởng tượng được. Người muốn biết sao? Có thể, trước khi người chết, ta sẽ thỏa mãn cho người nguyện vọng đó. Bên môi của Long Thiên Tuyệt nổi lên một ý cười tàn nhẫn, hai mắt của hắn bỗng dưng sáng lên, ánh vàng thoáng hiện. Lục gia vốn là vẫn đối mặt với hắn, bỗng dưng thấy ánh mắt của hắn thay đổi, y chấn kinh. Cái gì? Làm sao có thể được? Người làm sao có thể? Lục gia tinh thần đại loạn, dường như trong kiếm này cũng từ từ hỗn độn. Lại là hai con người màu vàng không có chút tạp sắc, kia chẳng phải là chứng minh hắn là người truyền thừa huyết mạch thuần khiết nhất của Long gia hay sao? Hay là nói hắn xác thực là con ruột của đại ca, thực sự là người của Long gia? Không, đây không phải là sự thật. Y là vì giữ gìn huyết thống thuần khiết cho Long gia mới là giúp đỡ nhị ca đem hắn cùng với đệ trục xuất ra khỏi Long gia, y không có làm sai. Nhưng xong, hiện tại đôi mắt này rõ ràng đã bày ra trước mắt, há lại là giả được? Chẳng lẽ y đã sai lầm rồi, từ lúc bắt đầu đã sai lầm? Kiếm quang màu vàng trước mặt của hắn thoáng qua một cái, nghiêng nghiêng chém xuống, vừa lúc chém vào cổ của hắn, lệch xuống xâm nhập vào mấy tấc xương quai xanh. Hắn cơ hồ là có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình vỡ ra, cả người chấn động, trường kiếm ở trong tay rơi rụng, cả người từ từ trên không trung rơi xuống. Hai mắt của hắn thủy chung không rời ra khỏi cậu con người màu vàng kia, tầm mắt của một đường kéo xuống. Hắn nặng nề rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Lục gia! Không được, báo thù cho Lục gia! Cao thủ trên tường thành liên tiếp nhảy xuống, cầm kiếm xông tới Long Thiên Tuyệt. Lúc này, đám người tứ đại hộ pháp Long Thiên Thần, Bạch Sư Mục, Bách Lý Song, Đồ Cô Mưu lần lượt ra tay, đối phó với những người này, bọn họ là dư giả sức. Long Thiên Tuyệt thu hồi kỳ lân thần thú, rơi xuống mặt đất, thong thả đi đến trước thi thể của Lục gia. Hắn từ trên cao hạ thấp tầm mắt nhìn xuống, hai mắt từ từ đen lại, chìm vào trong trầm tư. Vân Khê đi tới trước phía sau của hắn, cúi đầu nhìn thi thể của Lục gia. Hắn chính là lục thúc của chàng, bây giờ là bị chàng giết chết. Chỉ sợ người của Long gia sẽ không để yên cho chàng đâu. Còn đường kế tiếp của chúng ta đi, chỉ sợ lại càng thêm khó đi nữa rồi. Nàng sợ sao? Lòng thì tuyệt quay đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm ngưng. Vân Khê nghiêm nghị. Đương nhiên ta không có sợ. Thường tổn người của chúng ta thì lại phải trả cái giá đại giới rồi. Đây là lẽ trời không thể trái. Lòng thì tuyệt nhếch nhếch môi, không người lấy từ trong ngực Lục gia ra một bảo vật hình hồ lô, đưa cho Vân Khê. Đây là bảo vật tùy thân của Lục thúc, tác dụng của nó không khác gì ngoại long cơ là mấy. Chẳng những có thể cất chứa mãnh thú, mà còn có thể chứa được người. Chẳng qua cấp bậc là phẩm chất này thấp hơn rất nhiều. Vậy thì vô dụng rồi. Nàng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Độc Cô Mưu xử lý xong một cao thủ, ra tay không sai. Nghĩ đến Độc Cô Mưu tới này là cả nhẫn chữ vật cũng không có, tựa hồ là có một chút khó coi. Nàng đem hồ lô ném về phía Độc Cô Mưu, cao giọng hô lên. Độc Cô Mưu, cái này cho ngươi. Độc Cô Mưu đưa tay, vừa vặn tiếp lấy hồ lô, trái phải lay động,
nhìn Vân Khê một cái, sau đó cũng là không khách khí đem hồ lô này đeo ở bên hông, lạnh lùng xoay người tiếp tục chém giết. Lăng Thiên Tuyệt cũng là không can thiệp, cúi đầu nhìn Lục Gia, ở trong lòng cuồn cuộn suy nghĩ. Lục thúc, người chờ có trách ta lòng dạ độc ác với người, chỉ là trách người đã tin sai nhị thúc, cùng với hắn cấu kết làm chuyện xấu, kết quả là chẳng những hại mẹ ta trầm oan khó rửa, mà chính mình cũng là cũng phải đầu thân chỗ khác. Bất quá người yên tâm đi, người ở dưới đất sẽ không có tịch mịch đâu, rất nhanh sẽ có càng nhiều người đi xuống cùng với người. Không bao nhiêu lâu nữa, nhị gia mà người kính nhiều nhất cũng sẽ xuống đó gặp người. Lát sau, tất cả cao thủ hết thảy lại bị thu thập sạch sẽ. Đám người Vân Hồ Pháp dẫn đầu trèo lên tường thành, vào nội thành đem cửa thành mở ra, đón một hàng Long Thiên Tuyệt đi tới. Dân chúng thành Xích Diễm từ đầu đến cuối hoàn toàn là không biết chuyện vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nên làm gì thì làm cái đó, chợ vẫn là phồn thịnh như trước. Đoàn xe đi xuyên qua đám người, ngẫu nhiên là nghênh đón không ít ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, đoán ra đã non người tới là ai. Ở trong đám người, có một đạo ánh mắt nhất mực đuổi theo, hắn ẩn ở trong đám người rất đông, làm cho người ta không thể nào tìm ra, song ánh mắt phức tạp ghen ghét lại bán đứng hắn. Lòng Thiên Tuyệt, người giết con của gia chủ, xem người làm như thế nào thu thập được dục cục diện rối rắm này. Hắn cười lạnh, rất nhanh liền ẩn giấu ở trong đám người, cuối cùng là không thể tìm ra hắn nữa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.